Phát biểu trong cuộc họp báo sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Đức Frank-Walter Steinmeier tại thủ đô Berlin, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nhấn mạnh: "Hôm nay tôi rất vui thông báo rằng Mỹ sẽ tiếp nhận nhiều người di cư hơn trong 2 năm tới. Tính tới năm ngoái, số người di cư tới Mỹ vào khoảng 70.000 và con số này sẽ tăng lên ít nhất là 85.000 vào năm tới. Và trong năm tài chính tiếp theo, chúng tôi đặt mục tiêu sẽ tiếp nhận thêm 15.000 người nữa, nâng tổng số người nhập cư ở Mỹ lên khoảng 100.000 người." Ngoại trưởng Mỹ Kerry cũng cho biết, chính quyền Tổng thống Obama sẽ tham vấn Quốc hội trong khi tiếp tục thăm dò những cách thức để Mỹ vẫn có thể tiếp nhận thêm người di cư mà không ảnh hưởng đến an ninh. Được biết trước đó, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã yêu cầu các cơ quan liên bang chuẩn bị tiếp nhận 10.000 người Syria tị nạn trong tài khóa 2016, trong bối cảnh có nhiều chỉ trích cho rằng nước Mỹ hành động chưa đủ mạnh để giải quyết cuộc khủng hoảng người di cư hiện nay. Thông báo trên của Ngoại trưởng Mỹ được đưa ra trước thềm hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp của các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu dự kiến diễn ra vào ngày 23 tháng 9 tới để tìm ra giải pháp nhằm đối phó với làn sóng người di cư đang tràn vào châu lục này.